Xin chào quý anh chị đã đến với kênh mua bán xe cũ. Hôm nay Dương Minh Auto có địa chỉ tại 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Winner Elantra phiên bản 2.0 số tự động, xe được sản xuất năm 2018, mang tên tư nhân. Chiếc xe này thì có mang ngoại thất màu đen, nội thất màu kem. Elantra là một trong những chiếc xe trong phân khúc hạng C có cảm giác lái cũng như động cơ mạnh mẽ, đầm chắc. Kiểu dáng thì thể thao, trẻ trung, cực kỳ phù hợp cho anh em giới trẻ. Đó. Sau đây em sẽ quay qua tổng thể của chiếc xe cho anh chị cùng xem. Chiếc xe này có trang bị đèn bi LED anh chị nhé. Ngoài ra thì có cả đèn bi gầm. Đó. Winner Elantra cực kỳ đẹp. Chủ xe thì đã lắp một dàn lốp Michelin rồi anh chị nhé. Một dàn lốp Michelin còn rất dày. Xe thì cũng có trang bị xi nhan tích hợp trên gương. Đó. Đăng kiểm của chiếc xe còn rất dài anh chị nhé, đến giữa năm 2024. Anh chị không lo lắng gì về vấn đề đăng kiểm. Đó, đây là phần hông xe anh chị nhé, tất cả lốp ráp la răng của xe còn rất dày và rất đẹp anh chị nhé. Đó, đây là phần đuôi xe. Một mẫu xe cực kỳ trẻ trung. Mà bây giờ giá thành của chiếc này thì cực kỳ là phải chăng anh chị ạ. Chỉ hơn 400 triệu thôi. Đó. Một mẫu xe sedan vuốt xuống. Kiểu dáng rất đẹp anh chị ạ. Tiến đến phần nội thất. Phần cốp xe. Đây chính là phần cốp xe của chiếc Elantra anh chị nhé. Vô cùng rộng rãi. Đó. Anh chị dùng nhu cầu hàng ngày đi chơi đi về quê thì vô cùng thoải mái anh chị ạ. Tất cả những hàng đinh bấm của xe này ở những máng nước cũng như là các phần keo chỉ của xe ở cốp này đó đều riêng nguyên bản anh chị nhá. Các đinh bấm của nhà máy đó, đinh zin nó phải đẹp như này, các mép tôn. Đây là góc nhìn từ phía sau. Đó. Vô cùng đẹp anh chị nhé. Tất cả la răng lốp láp của xe này đều còn trong tình trạng rất là đẹp. Đến phần nội thất. Đây chính là tab đi cánh cửa anh chị nhé. Tab đi cánh cửa. Đó. Keo chỉ cánh cửa này anh chị ơi. Em sẽ quay kỹ cho mọi người xem. Các phần keo chỉ này. Đó. Đều zin nguyên bản. Đây là phần hàng ghế thứ hai. Anh chị có thể thấy đây. Ghế da của xe này, táp ly của xe này, múi ghế này, đây ạ, các múi ghế, các thành ghế này, đó, còn rất là căng anh chị ạ, còn rất đẹp. Xe thì cũng đã được trang bị thảm sàn rồi. Ngoài ra ở hàng ghế thứ hai chúng ta còn có cả cửa gió điều hòa nữa, đó, cửa gió điều hòa. Đây anh chị có một lần nữa có thể xem được kỹ phần ghế da đằng sau, rất đẹp anh chị nhé. Từ như cái ốp inox này thì chủ xe đã lắp hết rồi. Tiến đến phần ghế lái. Đây ạ, xe thì cũng có trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện đấy chị nhé. Các phần keo chỉ, máy móc của xe. Đây ạ. Đây là phần ghế phụ anh chị nhé. Em sẽ quay kỹ phần ghế da này anh chị này. Đó. Một chiếc xe 2018 như này là còn rất đẹp anh chị nhé. Đây là ghế bên lái này. Đó. Ở bên ghế lái thì chúng ta có trang bị ghế điện anh chị nhé. Ghế điện. Ngoài ra ở phiên bản này chúng ta còn có cả cửa nóc anh chị ạ. Cửa nóc. Cũng như là xây ghế này. Một option rất là đáng tiền của chiếc Elantra. Đó. Đây là phần cần số của xe. Chủ xe thì cũng đã lắp màn hình Android. Kết hợp với camera lùi. Đó, điều hòa auto hai vùng độc lập. Đó, anh chị nhé, điều hòa auto hai vùng độc lập. Đây ạ, các phần táp lô, táp ly của xe đều còn trong tình trạng rất là đẹp. Đây là phần vô lăng của chiếc xe. Anh chị, vô lăng của chiếc xe, xe cũng có trang bị ga tự động, cruise control. Anh chị nhé, cũng như là cân bằng điện tử. Đó. Mẫu xe rất đẹp.
tiến đến phần động cơ của xe. Đó, đây chính là động cơ 2.0 của chiếc Elantra anh chị nhé. Đó, xe vừa mua về động cơ vẫn còn bẩn nguyên anh chị ạ. Tất cả ốc chân máy này như là nắp dàn cò này anh chị ơi, zin từ nắp dàn cò, tất cả ốc uổng cam này. Anh chị để thấy, anh chị có thể bấm dừng lại để xem được kỹ hơn nhé. Đó, ốc uổng cam này, ốc cổ hút này, tất cả ốc số này. Đó, những con ốc cổ hút này anh chị nhé, các phần ốc cabo này, keo chỉ cabo này, các đường gân cũng như là đinh bấm đinh tán đều còn nguyên hết anh chị nhé. Đó, em xin tóm tắt lại chiếc xe Elantra phiên bản 2.0 AT, xe được sản xuất năm 2018, đang được Dương Minh Auto chào bán với mức giá chỉ hơn 400 triệu. Anh chị nào mà thiện chí thì có thể liên hệ theo số điện thoại ở trên màn hình. Ngoài ra có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để xem xe cũng như là chạy thử. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của Dương Minh Auto.